Xin chào các bạn. Chúng ta đều biết tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy cơ hội và thách thức. Nhưng có những sai lầm mà nếu mắc phải, chúng có thể khiến chúng ta hối tiếc mãi mãi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 sai lầm nghiêm trọng mà các bạn trẻ nên tránh để chuẩn bị cho một tương lai thành công. Hãy theo dõi đến cuối video để biết bạn có đang mắc phải sai lầm nào không nhé. Khi bước vào tuổi trưởng thành, các bạn trẻ thường đối mặt với vô vàn thách thức và quyết định có thể định hình tương lai của mình. Mặc dù việc mắc sai lầm là một phần tự nhiên của quá trình học tập, nhưng có 5 sai lầm nghiêm trọng mà các bạn trẻ nên tránh để chuẩn bị cho một tương lai thành công. Những sai lầm này bao gồm bỏ bê việc học, không tiết kiệm tiền, tham gia vào các hành vi nguy hiểm, vây quanh bản thân với những ảnh hưởng tiêu cực và không ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất. Hiểu rõ ý nghĩa của những sai lầm này sẽ giúp các bạn trẻ đưa ra những quyết định sáng suốt, có lợi cho mình về lâu dài. Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà giới trẻ mắc phải là bỏ bê việc học hành. Điều này có thể bao gồm trốn học, không ôn thi, hoặc không theo đuổi con đường học vấn cao hơn. Việc bỏ bê việc học có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không có nền tảng giáo dục vững chắc, các bạn trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo một công việc lương cao và thăng tiến trong sự nghiệp. Trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay, thiếu trình độ học vấn có thể hạn chế đáng kể cơ hội thành công của một người. Để tránh sai lầm này, hãy đặt mục tiêu học tập rõ ràng và cố gắng hoàn thành chúng. Duy trì thói quen học tập đều đặn, tham gia các khóa học nâng cao và không ngừng tìm kiếm kiến thức mới. Một sai lầm nghiêm trọng khác là không tiết kiệm tiền. Nhiều bạn trẻ thường tiêu số tiền khó kiếm được vào các của cải vật chất và trải nghiệm mà không quan tâm đến tầm quan trọng của việc tiết kiệm cho tương lai. Không có kế hoạch tiết kiệm, các bạn trẻ có thể gặp khó khăn trong việc trang trải các chi tiêu bất ngờ hoặc tiết kiệm cho các mục tiêu quan trọng như mua nhà hoặc lập gia đình. Hãy thiết lập một kế hoạch tiết kiệm từ sớm, thậm chí chỉ là một số tiền nhỏ hàng tháng. Học cách quản lý tài chính cá nhân và ưu tiên tiết kiệm trước khi chi tiêu. Bên cạnh đó, tham gia vào các hành vi nguy hiểm như sử dụng ma túy và rượu, tham gia các hoạt động tình dục không an toàn và các hoạt động nguy hiểm khác cũng là một sai lầm nghiêm trọng. Những hành vi này không chỉ gây ra rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe mà còn có thể để lại hậu quả lâu dài cho cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Hãy luôn suy nghĩ kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại. Tìm hiểu và tuân thủ các biện pháp an toàn và không ngần ngại nói không với các hành vi nguy hiểm. Ngoài ra, vây quanh bản thân với những ảnh hưởng tiêu cực cũng là một sai lầm mà các bạn trẻ cần lưu tâm. Những người chúng ta kết giao có thể ảnh hưởng lớn đến niềm tin, thái độ và hành vi của chúng ta. Những ảnh hưởng tiêu cực có thể dẫn người trẻ vào con đường hủy diệt và cản trở khả năng thành công. Hãy chọn bạn bè và đối tác cẩn thận. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với những người tích cực, ủng hộ và chia sẻ những giá trị tốt đẹp. Cuối cùng, không ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất là một sai lầm nghiêm trọng. Trong cuộc sống hiện đại đầy căng thẳng, dễ bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, bỏ bê sức khỏe có thể dẫn đến nhiều vấn đề và giảm chất lượng cuộc sống. Hãy ưu tiên chăm sóc bản thân bằng cách duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh, quản lý căng thẳng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Đặt lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ và không ngại nhờ sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Nhìn chung, các bạn trẻ nên lưu tâm đến 5 sai lầm nghiêm trọng này để chuẩn bị cho mình một tương lai thành công. Bằng cách ưu tiên giáo dục, tiết kiệm tiền, tránh các hành vi nguy hiểm, xây dựng các mối quan hệ tích cực và chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, các bạn trẻ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, có lợi cho mình về lâu dài. Học hỏi từ những sai lầm của người khác và thực hiện các bước chủ động để tránh những cạm bẫy này, các bạn trẻ sẽ mở đường cho một tương lai tươi sáng và thành công. Chúc các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng và thành công. Đừng quên like, share và subscribe kênh để nhận thêm nhiều video hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại!